Hello các bạn, như vậy là trong cái phần 1 của cái toán phi Fermat thì kênh Mèo Hay đã chia sẻ cái quy tắc của cái bàn tay phải rồi. Phía trước đây là số 1, ngón trỏ là số 1, ngón giữa số 2, ngón áp út là số 3, ngón út là số 4 và ngón cái là số 5. Đó, khi mà đếm tới số 5 thì bốn ngón kia phải khép lại. Ngón cái và ngón trỏ sẽ là số 6. Thêm ngón giữa sẽ là số 7, thêm ngón áp út sẽ là số 8, 5, 6, 7, 8 và thêm ngón út là số 9. Đó, khi cộng, ví dụ như 2 cộng 3 thì chúng ta đưa số 1 và số 2 ra. Đó, cộng 3 thì chúng ta thêm 3 đơn vị vào, 1, 2, 3 và kết quả cuối cùng là bằng 5. Khi trừ, ví dụ như có cái phép tính là 6 trừ 4 đó, thì chúng ta bắt đầu trừ 1, trừ 2. Khi trừ ngón số 5 thì khi ngón số 5 khép vô thì bốn ngón kia nó sẽ là xòe ra trừ 3 trừ 4 và rút cuộc là bằng 2. Đó là tóm tắt nhanh quy tắc bàn tay phải. Tiếp theo bên bàn tay trái thì quy ước của bàn tay trái là ngón trỏ của bàn tay trái là 10 hay còn gọi là một chục, ngón giữa bàn tay trái là 20, ngón đeo nhẫn là 30, ngón út là 40, ngón cái là 50. Và cũng như nguyên tắc bàn tay phải, khi ngón qua cái xòe ra thì bốn cái ngón kia phải khép lại, đây là 50, đây là 60, đây là 70, đây là 80 và đây là 90. Như vậy bên tay phải chúng ta có 9 đơn vị và bên tay trái là 90 đơn vị. Rồi bây giờ cách thực hiện phép tính, ví dụ như 8 cộng 4 thì cộng như thế nào, thực hiện như thế nào. Đây chúng ta có 5 và 3 đây là 8. 8 cộng với 4 thì chúng ta cộng thêm 1 nè. Đã. Thêm 2. Tại vì bàn tay này hết rồi. Cho nên khi chúng ta đưa ra một chục thì tất cả 9 ngón này phải khép lại. Đây là 10 nè. Đây là cộng 2 rồi đó. Bắt đầu mới tiếp theo nè. Cộng 3 cộng 4. Như vậy chúng ta có 8 cộng 4 bằng 12. Đây là 10, đây là 11, 12. Đó, nói lại, đây chúng ta có 8 nè. Bây giờ cộng 4 thì chúng ta đếm thêm 4 đơn vị. 1, 2, 3, 4. Đó, và rút cuộc chúng ta có kết quả là 12. Đó, như vậy, cái nguyên tắc phối hợp với cái bàn tay trái đó là khi chúng ta đếm quá 10, quá một chục thì bắt đầu chúng ta dùng các cái số hàng chục bên này để xử lý. Và khi số hàng chục đưa ra thì chính số đơn vị phải khép lại. Sau đó thì chúng ta đếm tiếp các cái số đơn vị như bình thường. Nếu lại vượt chục hàng chục chúng ta lấy cái hàng chục tiếp theo, hai chục nè, rồi ba chục, bốn chục, cứ như vậy chúng ta xử lý tới. Rồi chúng ta làm tiếp bài 6 cộng 7. Đây là những cái bài toán dùng để phối hợp giữa bàn tay phải và bàn tay trái. Đây chúng ta có 6. Rồi bây giờ phải cộng thêm 7 đơn vị nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy kết quả chúng ta có 13. Phép tính tiếp theo là 7 cộng 9. Đây 7. Chúng ta đếm thêm 9 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, như vậy 7 cộng 9 bằng 16. Rất dễ phải không ạ? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý các cái phép tính này. Sẽ làm phép tính 12 cộng 13. Đây, 10 tức là 1 chục cộng với 2 đơn vị đây. Bây giờ chúng ta sẽ đếm thêm 13 đơn vị nữa. Đó, thì nó thành 1 nè, 2 nè, 3 nè và thêm 1 chục nữa. Đó. Như vậy kết quả 12 cộng 13 là thành 25. Đây, 20 và 5 đơn vị là 25. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái phép tính là 26 cộng 25. Đây chúng ta có 26 đây. Rồi chúng ta sẽ đếm cộng thêm 5 trước nha. 1, 2, 3, hết ngón rồi. Cho nên phải đếm tiếp bên đây. 4. Đó. Khi mở cái hàng chục thứ ba này ra thì chín ngón tay này sẽ khép lại và đây là 5. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng thêm 20 nữa.
Dạ, một chục, hai chục. Như vậy, chúng ta có kết quả là 51. 26 cộng 25 bằng 51. Đấy, làm lại một lần nữa. Cái này nó hơi, nó vượt qua cái hàng năm là nó hơi khó khăn chút. Đây là 26 ha. Cộng thêm 5, chúng ta sẽ đếm thêm 5 đơn vị nè. 1, 2, 3. Do bên này hết rồi cho nên buộc phải mở ngón bên này. 4. Và chúng ta khép cái này lại. 5. Đó là cộng xong 5. Bây giờ cộng thêm 20 nữa. Đây là 10, đây là 20, và kết quả là ra 51. Đó. Rồi, phép tính tiếp theo là 33 cộng 45. Rồi, đây là 33. Bên đây là 30, bên đây là 33 nè. Trước hết cộng thêm 5 nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Và sau đó thì chúng ta cộng tiếp thêm 40 nữa. 10, 20, 30, 40. Đó. Và kết quả chúng ta thấy bên đây là 70 và bên đây là 8 đơn vị. Như vậy 33 cộng 45 bằng 78 đơn vị. Rồi, chúng ta thử lại nha. Đây 33. Bây giờ cộng thêm 5 nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Và bên hàng chục thì chúng ta phải cộng thêm 40 nữa. 10, 20, 30, 40. Và kết quả chúng ta có bên đây là 70, bên đây là 8 đơn vị. Như vậy 33 cộng 45 bằng 78. Rồi, tiếp theo chúng ta thử làm một vài phép tính trừ. Đó, ví dụ như 16 trừ 7 chẳng hạn. Rồi, bắt đầu chúng ta làm phép tính 16 trừ 7 các bạn. Đây chúng ta có 10 đây, 6 đây, 16. Đó, thì khi thực hiện phép trừ chúng ta sẽ trừ trên những cái ngón mà đang hoạt động này thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu trừ 7 nha. Trừ 1 nè, trừ 2 nè. Đó, khép 5 lại thì xòe 4 ngón này ra nha. Trừ 3 nè, trừ 4 nè, trừ 5 nè, trừ 6. Bên này không còn gì để trừ nữa, phải trừ tiếp qua bên này. Và trừ 7, khi chúng ta trừ một chục thì chúng ta phải xòe 9 ngón kia ra, à, xòe bằng tay 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 phải ra. Và kết quả chúng ta còn lại 9. Đó, 5 6 7 8 9. Như vậy 16 trừ 7 bằng 9. Đó thì toán trừ như vậy. Đó, 10 6 trừ 7 nè, thì chúng ta đếm trừ lần lượt nè, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7. Đó, và kết quả là bằng 9. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 24 trừ 8 nha các bạn. Đây là 24, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. Hết trừ rồi cho nên phải trừ tiếp bên này. Và nhớ trừ bên số lớn trước nha. Trừ 5, trừ cái này thì bên này buông tay ra, buông tay ra, bây cái này tới nó một chục lần. Trừ 5 rồi, trừ 6, trừ 7, trừ 8. Đó, và kết quả chúng ta còn lại là 10, 6. Làm lại nha các bạn. 24, trừ 8, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7, trừ 8. Và kết quả chúng ta còn lại là 16. Rồi, tiếp theo là cái bài toán 15 trừ 11. Đây là những cái phép tính nó tương đối dễ nhầm lẫn, à, cho nên mình đưa ra một ví dụ để chúng ta làm và rút kinh nghiệm cho các cháu, vì coi nó đơn giản vậy nhưng mà nó rất dễ nhầm lẫn. Rồi, tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính trừ 15 trừ 11 các bạn. Rồi, chúng ta có 15 nè. Trừ 1, khép ngón này kia, xòe ngón nọ ra ha. Trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ một chục bên này phải xòe bên này ra, trừ 7, trừ 8, trừ 9, trừ 10, trừ 11. Đó. Khép con cái thì xòe 4 ngón kia ra. Và chúng ta có kết quả là bằng 4. Giờ chúng ta thử lại ha, 15 mà trừ 11. Đó. 15 nè, trừ 1,
trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7, trừ 8, trừ 9, trừ 10, trừ 11. Và kết quả chúng ta còn 4. Đó, nếu chúng ta vận dụng thì chỉ với hai bàn tay thôi, bàn tay trái và bàn tay phải, chúng ta có thể cộng trừ các phép tính trong phạm vi từ 0 tới 99. Rất là đơn giản, gọn gàng, nhanh chóng. À, thì hôm nay đưa ra một cái số ví dụ là đơn giản vậy, để chúng ta có thể nắm và hướng dẫn cho con cháu mình nó học toán, nó có cái kỹ năng kiến thức làm toán cơ bản, các phép cộng trừ từ 0 tới 99. Và những cái kỹ năng này nó cần, rất là cần thiết, không chỉ ở trong trường học, không chỉ trong cái quãng đời học sinh của các cháu, mà nó còn rất cần thiết trong cuộc sống của các cháu sau này. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem, đã theo dõi video và ủng hộ cho kênh Mèo Hay trong thời gian vừa qua. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần tới. Bye bye.